Hi, xin chào mọi người, đã đến với kênh Crypto Aerob, kênh chưa làm nhỏ sự kiện Aerob Mining từ nhỏ dự án trên thị trường crypto. Về nếu bên này chưa đăng ký kênh, hãy bấm chút đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Aerob từ dự án Motocamp Swap. Để tham gia, vào sự kiện Aerob này, mọi người copy link mình ở phía dưới phần mô tả video. Về tham gia sự kiện Aerob này, mọi người sẽ ăn chia 10.000 token K. Tương ứng với giá trị là 9.000 đô. Về sự kiện Aerob này chỉ có 500 suất may mắn, mỗi suất sẽ nhận được 20 token. Và 80 người tiền rep sẽ nhận 100 token từ dự án này. Về sự kiện Aerob diễn ra vào ngày 2 tháng 11 và kết thúc vào ngày 7 tháng 11. Về dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào ngày 12 tháng 11. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Rồi, đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ join group và join group của dự án trên Telegram. Rồi sau đó mọi người tiến hành join channel. Tiếp theo mọi người tiến hành là quay trở lại form, mọi người click vào continue. Sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow dự án trên Twitter. Tiếp theo mọi người tiến hành like và retweet bài post của dự án yêu cầu. Rồi mọi người quay trở lại form, mọi người continue. Sau đó mọi người tiến hành follow dự án trên Medium. Rồi sau đó mọi người tiến hành mở phần mềm Fast IP để hỗ trợ mở trang web Medium. Rồi mọi người tiến hành follow. Tiếp theo mọi người quay trở lại form, click vào continue. Sau đó mọi người tiến hành boss dự án trên con sniper, con hunter. Rồi, mọi người tiến hành vote trên coin sniper. Và nếu bạn nào mà chưa có tài khoản coin sniper, mọi người có thể dùng địa chỉ email của mình đăng ký. Và hiện tại mọi người có thể lên trang web coin sniper, mọi người có thể copy contract của dự án và ép token về ví của mọi người. Rồi mọi người tiến hành boss. Rồi mọi người tiến hành trước khi boss, mọi người tiến hành xác thật. Rồi tiếp theo mọi người quay trang web Coin Hunter, mọi người tiến hành vote dự án này.
Rồi mọi người tiến hành đăng nhập. Vậy hình như mình chưa có tài khoản của dự án này. Rồi mọi người tiến hành boss. Rồi sau đó mọi người quay trở lại form. Mọi người tiến hành điền nhập địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain của mình. Mọi người có thể vào dùng ví MetaMask hay là Shell Wallet. Rồi sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ xong, mọi người sẽ nhận được một cái link rep của mình. Link này mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện Airdrop để có cơ hội lọt vào top 10 tiền rep và sẽ nhận được 100 token từ dự án này. Video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.